Đây là phần thứ hai góp ý với tiến sĩ Alex Thái Võ. Thua là đúng rồi. Mời quý vị nghe. Đài Voa nói là những công trình nghiên cứu của giáo sư Alex Thái Võ đã được tập hợp lại cùng với một nhóm học giả gốc Việt và xuất bản dưới dạng một bộ sách về lịch sử Việt Nam nhằm bổ sung góc nhìn khác, đa chiều hơn về nền Cộng hòa vốn đã tồn tại ở Việt Nam từ trước khi chủ nghĩa cộng sản du nhập. Đây là cái quan niệm rất là mới của Alex Thái, là nói rằng nền Cộng hòa vốn đã tồn tại ở Việt Nam từ trước khi chủ nghĩa cộng sản du nhập. Bộ sách được giới học thuật Mỹ đánh giá cao này hiện đang được giới thiệu ở các bang của Hoa Kỳ với mục tiêu đưa chúng trở thành sách giáo khoa được giảng dạy trong các trường học hay được giới thiệu trong các thư viện trên đất Mỹ. Thưa quý vị, đây là lý do mà chúng tôi phải lên tiếng, là vì cậu này trẻ. Thứ hai là cậu đưa ra một cái quan niệm mới mẻ thì Mỹ như vớ được vàng, là một cái phao cứu sinh để đem lại cái chính nghĩa cho Việt Nam Cộng Hòa. Thì xin xin anh có ý kiến về cái góc nhìn khác đa chiều, lịch sử có đa chiều hay không? Tôi cũng khi nói là vấn đề lịch sử không có cái chuyện đa chiều, mà chỉ có một chiều, là nói lên sự thật của lịch sử. Mà sự thật của lịch sử chỉ có một chứ không có hai. Đã thí dụ như là hai bên giữa một cái thế lực ngoại xâm với là cái thế lực mà đánh đuổi điện quân ngoại xâm hay là bảo vệ chống lại quân ngoại xâm, thì cái chính nghĩa nó phải về cái dân tộc mà phát khởi cuộc chiến để chống lại thế lực ngoại xâm, và cái thế lực ngoại xâm là ngoại thù, là không có chính nghĩa. Và những cái chính quyền mà do thế lực ngoại thù dựng nên để mà chiến đấu cho nó chống lại cái chính nghĩa của cái dân tộc thì cũng là không có chính nghĩa. Thì Alex Thay hãy nghĩ xem rằng các cái chính quyền miền Nam đó, gọi là Cộng hòa đó, hay là chính quyền của ông Bảo Đại, nó có phải là do người Pháp dựng nên chuyện ông Bảo Đại cầm quyền không? Có phải là người Mỹ với Vatican đưa ông Diệm với lại ông Thiệu lên cầm quyền không? Nếu mà phải thì đúng là không có chính nghĩa, mà không có chính nghĩa tức là sẽ thua. Người ta như vậy là đã là ngụy, là tay sai, là người ta nói đúng, mà lại Alex Thái lại cho là nói không có đúng, bởi vì đa chiều, làm gì có cái chiều nào khác nữa là Việt Nam Cộng hòa có chính nghĩa được. Khi mà làm do Hoa Kỳ đưa lên cầm quyền, cái điều đó không phủ nhận được, rồi là theo lệnh của Hoa Kỳ vi phạm cái điều khoản gọi là từ chối không hiệp thương với chính quyền miền Bắc để phá cái cuộc tổng tuyển cử đã được hiệp định Geneva quy định là phải tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 1956, bây giờ phá bỏ cái đó để nó mới biến thành cái cuộc chiến tranh sau này. Tổng thống Kennedy nói là Việt Nam Cộng hòa là đứa con của Đó, chúng tổng thống ta. Kennedy nói rõ đây là những người có quyền lực cao nhất của nước Mỹ, nghe không, là Việt Nam Cộng hòa là đứa con của chúng ta, là nó thì chúng ta phải bảo vệ nó đó. Vậy thì Cái làm gì? như vậy thì các ông có nhận thấy cái điều đó là mắc cỡ không, mà lại còn nói rằng là có chính nghĩa? Như vậy làm sao ra chiều được? Là có một chỗ tôi nói rằng tôi thấy là Alex Thái nói rằng là Mỹ không nói đến Mỹ, mà là Việt Nam Cộng hòa là vai trò chính trong cái cuộc Không, chiến không. đó. Sau những ngày tháng đắm chìm trong nghiên cứu tìm tòi về chính thể Cộng hòa từng tồn tại và đang bị lãng quên, bị nhìn thiên lệch khi được hỏi liệu đâu là những điểm mấu chốt mà vị giáo sư trẻ muốn lưu ý trong cuộc chiến và lịch sử Việt Nam, thì Alex Thái nói, khi nói tới lịch sử, người ta hay nói lịch sử được viết bởi những người thắng cuộc, từ những trang sử sinh viên học trong nhà trường từ lớp 1 cho đến đại học, hầu như không nhắc tới giai đoạn của cuộc nội chiến giữa chính quyền miền Bắc và chính quyền miền Nam, tức Việt Nam Cộng hòa, mà chỉ gói gọn trong những câu nói ngụy quyền theo Mỹ, và tất cả đều là cuộc chiến kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chứ không phải là cuộc nội chiến giữa anh em với nhau mà mỗi bên đều mất, và tổng cộng là gần 2 triệu người, trong khi người Mỹ chỉ mất có 58.000 người thôi. Thì xin anh cho cái ý kiến về cái ngụy quyền, Nội về chiến, nội chiến. nội chiến. Ở đây thì thưa quý vị, ở đây tôi cũng xin nói rõ, tất cả những người mà chống lại cái
cuộc chiến đứng về phía Mỹ đó, thì gọi cuộc chiến mà lần thứ hai giữa chính quyền miền Bắc với là cái liên minh xâm lược Vatican mà đưa ông Ngô Đình Diệm về cầm quyền đó, thì họ gọi là nội chiến. Nhưng mà nội chiến thế nào được khi mà chính người Mỹ với lại Vatican cấu kết với nhau đưa ông Ngô Đình Diệm về làm quyền, rồi để dùng cái hiệp ước NATO với lại cái hiệp ước CITO để bảo vệ, rồi để đem hơn nửa triệu quân Mỹ vào đóng ở miền Nam Việt Nam để bảo vệ, rồi ra lệnh cho Ngô Đình Diệm lật đổ ông Bảo Đại, rồi ra lệnh cho Ngô Đình Diệm từ chối không hiệp thương với miền Bắc để mà bàn thảo với nhau tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 1956, rồi để bảo vệ cái đó là gần hơn nửa triệu quân của quân Mỹ đổ bộ vào, rồi những quân đội của cái hiệp ước CITO như là Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Thái Lan, Phi Luật Tân đổ bộ vào đánh, rồi để mà bảo vệ cái miền Nam, thì có phải là cả quân đội Nam Hàn cũng vào đánh thuê vào để bảo vệ miền Nam? Thế thì tôi hỏi rằng là như vậy thì có phải là liên minh xâm lược Pháp Vatican xâm lăng miền Nam Việt Nam và được bảo vệ bằng những cái quân đội của CITO và NATO và những quân đội đánh thuê khác như là Nam Hàn? Thế thì có phải là Mỹ với lại Vatican là vai trò chính khi mà hóa ra khẩu hiệu của miền Bắc nói rằng là đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, tức là thằng Mỹ mới là tránh, cho nên cái khẩu hiệu miền Bắc là đánh hay đang Mỹ chú khút của ấy, thì cái chính quyền miền Nam cũng không còn nữa. Mà bây giờ này ông Alex Thái này nói rằng là miền Nam mới là tránh, rồi mới nói rằng là hai miền Nam Bắc nội bộ đánh nhau, thế cái vai trò của thằng Mỹ ở đâu? Bom B-52 bom bỏ trên Bắc, chất độc da cam bỏ khắp là miền Nam của ai, của thằng Mỹ hay qua? Thế thì nội chiến làm sao? Cái số lượng bom đạn bỏ vào miền Nam Việt Nam trong những năm từ khi mà cuộc chiến bùng nổ đó cho đến năm 1973 đó, cái nó bằng 4 lần tổng số lượng bom đạn mà cả hai bên lâm chiến thời đệ nhị thế chiến sử dụng. Rồi cái số lượng mà chất độc da cam 77 triệu dải rải xuống tất cả ở cái lãnh thổ miền Nam vĩ tuyến 17 đó, và rải vào những cái khu rừng ngay cái vùng nông thôn mà có những quân đội của mặt trận giải phóng Việt Nam hoạt động đó, thì đều là cái đốt của Mỹ, bom đạn của Mỹ, người Mỹ sử dụng, rồi máy bay của Mỹ đem xuống bổ bom, rồi 77 triệu chất độc da cam là Mỹ sản xuất, rồi người của Mỹ dùng máy bay Mỹ rải xuống đó, thì cái đó là của chính quyền miền Nam hay là của tại sao gọi là nội chiến được mà của Mỹ mà lại gọi là nội chiến? Thật là các ông sử dụng cái ngôn từ nó có gọi là, tôi gọi là hiếp dâm ngôn ngữ. Thành ra cháu Alex này không có nghiên cứu gì cả mà chỉ lặp lại những cái lời của người ta tuyên truyền từ mấy chục hôm nay. Chúng tôi nghe những cái lý luận này thật là rất là nhiều lần. Còn một thêm điểm nữa, tôi hỏi rằng trong cuộc chiến đó 58.000 quân nhân Mỹ chết, thì hỏi rằng là cuộc chiến này là của nhân dân Việt Nam chiến đấu để chống lại thế lực ngoại xâm, trong khi đứa miền Nam không có bắt được một người lính ngoại quốc nào là người Nga, người Tàu cả. Không thể mà có một người ngoại quốc nào mà tù binh mà miền Nam mà bắt, thế là Mỹ bắt được. Thành ra cháu chưa hiểu về cái cuộc chiến chống ngoại xâm này là cháu còn phải nghiên cứu rất nhiều, và cả cháu phải có cái tinh thần dân tộc thì cháu mới thấy được cái cuộc chiến chống ngoại xâm là gian khổ, và cái cuộc thắng trận của miền Bắc thật là vinh quang. Đấy, vậy trở lại mình quên nói là cháu ấy nói là lịch sử viết bởi kẻ chiến thắng. Cháu nói rằng lịch sử viết bởi cái chiến thắng, thì tôi thấy là tôi đọc sách ngoại quốc đó, là của ông Bernard Fon, của ông Böttinger, của rất nhiều tác giả khác. Cả những cái cuốn mà tôi đọc về như là The Vika of Cry đó, đều không phải là của miền thắng, đều không phải là của miền Bắc Việt Nam, mà của người ngoại quốc, mà người ngoại quốc đó là chủ chốt trong cái việc xâm lăng và hay là liên minh với cái thế lực chủ chốt đó, là chính là kẻ thù cuộc, là kẻ thù của nhân dân Việt Nam, là kẻ thù cuộc nữa, là kẻ thù cuộc. Mà tại sao lại bảo là bên thắng cuộc? Chỉ có miền Bắc người ta viết trung thực thì người ta làm miền thắng thì đúng rồi, mà những người Mỹ ở bên này này, mà cái ông giáo sư mà dạy cháu đó
là người Mỹ, là người tham dự, là người thua cuộc đó. Chứ qua rất nhiều người như như trường hợp của cái ông giáo sư dạy cháu, có vẻ là cháu đã không có thành thật trong vấn đề sử dụng ngôn từ để nói lên cái vấn đề này. Khi nói thì phải kiểm soát cái lời nói của mình. Không hiểu giáo nghiên cứu là nghiên cứu cái gì nữa, toàn là lặp lại những cái lời tuyên truyền cũ không à. Chỉ có một cái mà cháu gọi là mới đó là cháu đem một cái chữ Cộng Hòa mà cháu tưởng tượng đâu từ Hồ Phan Bộ Châu, rồi lát nữa đọc đi tới đó rồi chúng tôi sẽ nghiên cứu tiếp. Thì Hoa viết tiếp là theo học giả trẻ này, trên thực tế không thể phủ nhận sự ảnh hưởng của người Mỹ, nhưng vai chính trong cuộc chiến vẫn thuộc về những người Việt Nam, hay nói khác hơn đó là cuộc chiến giữa những người anh em. Đó là chúng tôi cũng vừa mới nói qua. Cái câu này, cái tôi của Alex Thái nói là cái tôi của Việt Nam Cộng Hòa. Mà Việt Nam Cộng Hòa là do Mỹ dựng nên, do Vatican dựng nên, thì cái tôi đó nó là cái tôi phụ chứ không phải là tôi chính, là đầy tớ của Mỹ, là đầy tớ của Vatican. Hóa cho nên cái khẩu hiệu mà nó đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào hẽ thằng Mỹ mà rút, thì cái ông Ngụy miền Nam, miền Nam không còn nữa. Cũng giống như là trong một cái đồn điền cao su, cái ông chủ người Pháp á, nó là chủ, nó mướn một thằng Việt Nam làm quản lý thì làm tay sai cho nó. Thế nhưng mà người ta đập đầu cái thằng chủ rồi nồi đèn đòn điền đó, thì cái thằng quản lý nó không còn nữa. Đấy là cái đó là cái thực trạng trong cái đồn điền cao su mà nghiên cứu về những cái công nhân lao động ở các đồn điền cao su cũng như là công nhân ở các mỏ than này, nó cũng y như là thằng Mỹ, nó giống như cái ông chủ các cơ sở đó, và các chế độ miền Nam là những đàn tay sai của Mỹ, cũng giống như là quản lý cho các đồn điền đó thôi. Alex tiếp theo, hay như vấn đề Hoàng Sa Trường Sa, nếu một bên cứ tối ngày nói bên kia là ngụy quân ngụy quyền thì làm sao anh có thẩm quyền để nói Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về Việt Nam? Vì trước kia Hoàng Sa và Trường Sa trước năm 1975 thuộc về Việt Nam Cộng Hòa trên danh nghĩa quốc tế, bây giờ anh cứ gọi họ là chính thể bù nhìn không có thật, thì làm sao anh bây giờ đứng trên cương vị gì để nói đó là thuộc về Việt Nam? Đó là cái câu của giáo sư Thái. Về vấn đề thì tôi cũng xin nói là cái Hoàng Sa và Trường Sa đó nó đã thuộc về chủ quyền Việt Nam mà từ nhiều trước thời của nhà Nguyễn. Nhà Nguyễn cũng xác nhận như vậy. Cho đến năm 1884 đó, thì nhà Nguyễn ký kết nhường quyền bảo hộ cho Pháp. Cho nên là vấn đề đó Pháp nó lo hết. Cho nên là cái hiệp ước mà ký với nhà Thanh về vấn đề giải quyết biên giới Bắc Việt với lại Hoa Trung Hoa đó, thì là thằng Pháp nó đại diện cho triều đình nhà Nguyễn, tức là đại diện cho Việt Nam nói chuyện với nhà Thanh. Thế bây giờ trở lại cái hiệp ước mà Trường Sa Trường Sa vào năm 1951 đó, là năm 1951 đó là cái năm đó Pháp nó chưa trao trả độc lập cho Việt Nam, mãi đến hiệp ước 1954 nó mới trao trả. Do đó cái hiệp ước đó đó, khi mà cái chính phủ Trần Văn Hữu là chính phủ tay sai của thằng Pháp dựng nên, do đó anh lấy chứ thực ra là thằng Pháp nó chịu trách nhiệm, chứ không phải là ông Trần Văn Hữu. Ông Trần Văn Hữu giống như là quản lý của một cái đồn điền mà do ông chủ người Pháp nó mướn thôi, chứ không phải là ông Trần Văn Hữu là chính phủ Việt Nam. À, chỉ là chính phủ Bù Nhìn. Nếu muốn biết rõ cái chính phủ Bù Nhìn đó là dưới quyền của ông Bảo Đại, mà cái ông đại diện của Tòa Thánh Vatican tại Huế vào cuối tháng 12 năm 1945 mới đưa ra cái đề xuất rằng Liên minh Pháp Vatican nên dùng ông Bảo Đại thành lập chính quyền để chống lại chính quyền kháng chiến dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh. Đó là cái bản văn mà do Vatican đề nghị với Pháp, và Liên minh Pháp đã sử dụng ông Bảo Đại để lập chính quyền làm tay sai cho nó. Rõ ràng là như vậy. Không biết rằng Alex Thái có biết cái chỗ này không? Nếu mà không biết thì không đừng nên nói nữa. Cho em có ý kiến về cái chỗ này, là vì em có thì cái bài này. Alex Thái, em nên đọc thêm những cái tài liệu này, không phải là tài liệu của kẻ thắng cuộc nào cả nhé. Mà những cái bài báo như là Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Em nên nhớ, em nên học, không phải là học lịch sử mà để mà binh vực, mà là học để mà nếu mà em có tâm cho đất nước thì em phải hiểu vấn đề nó nằm ở đâu.
Vấn đề là em phải có cái bằng chứng về pháp lý và bằng chứng về lịch sử, hai cái điều đó cộng với nhau, chứ không phải là em chỉ nói là phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa thì mới đòi được Hoàng Sa. Cái lý luận đó là lý luận tuyên truyền của ông Hoàng Duy Hùng đấy, là cũng là lý luận của quý vị, là không lý luận mà không cần phải có kiến thức đó, là cứ nói đại đó. Mọi cũng đưa ra bằng chứng. Còn em á là em mang danh là học tiến sĩ nghiên cứu, mà em cứ nói theo những người đó thì em đâu có hơn gì đâu, em đâu có phải là một nhà nghiên cứu. Bây giờ em nghe nghiên cứu nè, em nghe cô nghiên cứu nè, cô đọc sơ sơ cho em nghe cái căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử nhé, em nhớ nha, hai cái điều đó để khẳng định chủ quyền của Việt Nam của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhé. Không cần phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa là cái khỉ gì cả, em nghe kỹ đây. Tại sao đấy? Ngay từ thế kỷ thứ 17, Việt Nam đã xác lập, thực hiện chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cái thực tế này được minh chứng trong nhiều tư liệu, nhiều sách cổ, nhiều văn bản pháp lý của nhà nước, bản đồ thể hiện cái việc thực thi chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nghĩa là chúng ta phải chứng minh là trong các tư liệu, các sách cổ, các pháp lý, các bản đồ, và chứng minh được cái sự thực thi của mình, chứng minh rằng mình có mặt ở đó, thì tất cả những chuyện đó được lưu giữ tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Có những cái văn bản pháp lý như là thứ nhất có kể ra đây là có 14 cái chứng minh về cái tài liệu nhé. Thứ nhất là toàn tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư của Đỗ Bá Tự Công Đạo 1686. Thứ hai là Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn 1776. Thứ ba là Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú năm 1821. Thứ tư là Hoàng Việt Địa Dư Chí 1833. Là nhớ, em nhớ nha, là từ bắt đầu từ năm 1686 rồi là có cái tài liệu cho tới bây giờ nữa nhé, chứ không phải là tự nhiên là nói ơi công nhận Việt Nam Cộng Hòa là xong. Việt sử, thứ bảy là Việt sử Cương Giám Khảo Lược, số 8 là Đại Nam Nhất Thống Chí từ năm 1882, số 9 là Địa Dư Chí Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ 1910, số 10 là Hải Ngoại Ký Sự năm 1696 của nhà sư Trung Quốc nha. Nhà sư đó tên là Thích Đại Sáng. Ông đó lại là viết cái cuốn Hải Ngoại Ký Sự, thì vô tình cái cuốn đó lại là cái minh chứng là Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Rồi số 11 là Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu năm 1910 nữa. Rồi An Nam Đại Quốc Họa Đồ của Giám mục Người Pháp Louis Tabe là số 12. Là cả người Pháp cũng có những cái tài liệu chứng minh cho mình. Số 13, Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ, bản đồ chính thức của Triều Minh Mạng đó nhé. Rồi thứ 14, đặc biệt là cái bộ Atlas Thế Giới của Philip Vandermeulen xuất bản năm 1827 tại Bỉ, trong đó vẽ và miêu tả rõ ràng quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ của Vương quốc Anh Nam. Em thấy đó, sơ sơ là 14 cái tài liệu từ thời kỳ thế kỷ thứ 17 cho tới bây giờ. Đó. Thì rồi ngoài ra đó, các châu bản Triều Nguyễn là các văn bản hành chính chính thức của triều đình nhà Nguyễn vào thế kỷ thứ 17 cho đến thế kỷ thứ 18 có dấu son của vua, thì cũng là bằng chứng lịch sử để khẳng định. Rồi việc nhà nước phong kiến Việt Nam đã xác lập và triển khai nhiều hoạt động thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo, như là hàng năm cử các đội Hoàng Sa, Kim Quảng, đội Bắc Hải ra hai quần đảo khai thác các tài nguyên sản vật trên biển và thu lượm hàng hóa trên các tàu bị đắm, đo đạc, vẽ bản đồ, dựng bia, lập miếu, trồng cây, cứu trợ các tàu thuyền nước ngoài gặp nạn. Đây là các tài liệu quý giá của triều đình nhà Nguyễn để lại cho thế hệ sau. Khối tài liệu châu bản này đã được UNESCO công nhận và di sản tư liệu, là di sản tư liệu cấp quốc tế. Đấy, thì trong rồi còn đến thời kỳ pháp thuộc đó, thì với tư cách đại diện cho Việt Nam như hồi nãy có nói đó, thì chính quyền thuộc địa Pháp đã có nhiều hoạt động cụ thể củng cố chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ những năm 30 của thế kỷ thứ 20, Pháp đã quy thuộc hai quần đảo và các tỉnh đất liền, đặt quân đồn trú, xây cột mốc chủ quyền, xây hải đăng, trạm khí tượng, trạm vô tuyến điện trên hai quần đảo. Trong quan hệ quốc tế, Pháp đã nhiều lần lên tiếng phản đối các đòi hỏi chủ quyền của các nước khác đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vậy cho em cho thấy là khi mà nước mình thuộc Pháp cho đến khi mà ảnh hưởng Mỹ,
thì không phải là người ta dựa vào cái chính quyền bù nhìn mà Bảo Đại hay là Việt Nam Cộng Hòa, mà người ta dựa vào những cái chủ thể mà nắm thực quyền ở đó. Đó là cái thí dụ rất là rõ ràng. Thì tại sao cái thời Pháp mình có thể mình Pháp nó ký những cái hiệp ước biên giới này kia cái nọ thì cũng là Pháp nó ký, chứ còn người chính quyền nó cũng có chính quyền Việt Nam, nó lập chính quyền Việt Nam, ông vua Việt Nam nó cũng lập để cho nó thôi, nó để đó vua, tôi gọi là vua gỗ chứ bây giờ không có chấp nhận, không có công nhận chính các chính quyền đó là tay sai thì làm sao được, bởi vì tất cả những cái hoạt động quốc tế đó thì tất cả những người có thực quyền người ta nói chuyện với nhau, cũng giống như là thời giờ Việt Nam Cộng Hòa đó, thì khi mà ký hiệp định Paris đó là toàn là chính quyền Mỹ nói chuyện với chính quyền miền Bắc là ông cố vấn Lê Đức Thọ, chứ đâu có bàn với ông Thiệu đâu. Ông Thiệu là chỉ vì đó là cái bề mặt về hợp thức hóa về chính trị thôi, để mà ký che giấu cái sự thật. Chứ còn thật sự đó là em, nếu mà em nghiên cứu thì em phải nghiên cứu cho nó đầy đủ, em phải biết là trên cái phương diện ngoại giao đó thì là chỉ có Mỹ nói chuyện với miền Bắc, chứ còn Việt Nam Cộng Hòa chỉ là con ngáo ọp. Thì bây giờ không nhận mình là con ngáo ọp thì là cái gì? Thì cho em biết sơ sơ là nếu em nghiên cứu về, em nói về quần đảo Hoàng Sa, em không thể em cứ lặp lại cái lời tuyên truyền rỗng tết như đó, em cần phải nghiên cứu thêm. Đấy. Bây giờ nói tiếp theo. Còn đây là cái đoạn chót anh ta nói về cái công việc anh ta đang làm. Trường Đại học Texas Tech có một cái vị trí cần một nhà nghiên cứu để nghiên cứu tìm hài cốt quân nhân của người Cộng sản. Thì đây là cái câu kết mà Alex Thái cũng đưa ra để đề cao gia đình là có cái tính gọi là nhân văn, nhân đạo, không có thù oán gì cả. Thì đây chỉ là một cái cảm giác nhìn lại cái vấn đề là không thù hận thôi, chứ không phải là những cái vấn đề nghiên cứu của Thái mà là đúng đâu. Là Thái cần phải nghiên cứu lại như chúng tôi đã đề nghị. Nếu Thái có cái tinh thần hòa hợp hòa giải, Thái phải biết cái thế hệ của ba mình ngày xưa là ngụy, chứ không phải là không có chạy trốn đâu được hết, và bỏ cái tư tưởng là đòi lại danh dự cho ngụy, thì lúc đó cái sự hòa hợp nó có sẵn mà không cần gì phải nỗ lực gì cả. Ở đây tôi cũng xin nói là có lẽ gia đình Thái cũng như Thái là bị tuyên truyền rằng là cái Cộng sản miền Bắc tàn ác, nhưng mà nếu mà Thái đọc cái cách mạng Pháp và cái hậu quả của nó thì cái lúc đó xảy ra vào năm tháng 7 năm 1789 chưa có Cộng sản, nhưng mà người ta giết những cái người mà gọi là phản động chống lại cái cuộc cách mạng đó như thế nào. Xin Thái hãy vào đọc những các khách nói về cái đó. Một trong cái cuốn sách đó thì là bằng tiếng Việt, thì tôi biết rõ là cái cuốn công lịch sử công giáo của ông Bùi Đức Sinh, nhưng mà còn cái sách về tiếng Anh thì tôi biết rất là nhiều sách. Một trong những cuốn sách mà tôi đọc đó là cuốn The Decline and Fall of the Roman Church. Thế cái cuộc cách mạng của Nga đó thì người ta tàn sát cũng giống như Pháp, người ta giết, nếu mà Pháp giết vua Louis thứ 16 với bà vợ của ông ấy, thì cuộc cách mạng Nga cũng giết năm hoàng đế Nga với lại gia đình của nhà của hoàng đế Nga. Trong khi đó cuộc cách mạng Hồ Chí Minh đó thì năm 1900 tháng 8 1945 đó, thì tất cả những người mà kẻ thù của cách mạng đó là như ông Bảo Đại là 1, ông Nguyễn Đường Tam là 2, ông Nguyễn Hải Thần là 3. Ba người đó đều đã ở trong tay của chính quyền Việt Minh, nhưng mà cuối cùng không đồng chính kiến thì cuộc Hồ Chí Minh cũng như chính quyền Việt Nam Dân Cộng Hòa thả cho họ đi. Rồi đến miền Nam đó, khi mà thắng cuộc vào năm 30 tháng 4 năm 1945 thì ai cũng nghĩ rằng là miền Nam sẽ có cuộc tâm máu vĩ đại, và cái người hốt hoảng ra đi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà thực tế đó, thì chính quyền miền Bắc đó, đã chủ trương là cầm giữ các ông một thời gian và giáo dục thôi các ông sĩ quan với lại những nhân viên mà có thế lực với lại cái chính quyền miền Nam. Nhưng mà vừa mới thi hành cái chính sách được đâu mấy tháng thì vào đầu năm 1976 thì có vụ nổi loạn ở nhà thờ Vinh Sơn do các ông linh mục cấu kết với mấy các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, cho nên chính quyền miền Bắc mới lại thay đổi chính sách là cầm giữ lại các ông ấy, gọi là chạy học tập lâu hơn. Chính vì vậy mới có nhiều người ở lâu trong cái trại học tập tới mười mấy năm trời, chứ không phải là
là do họ chủ trương như vậy, vì chính các ông tạo ra cái cơ hội đó, tức là cái số một là các ông tạo ra, cái thứ hai là làm cho nhà cầm quyền phải giữ lại. Và không có sách sử nào nói về sau cái năm 75 có cuộc tắm máu ở Việt Nam. Xin Alex Thái tìm ra đâu ra được những cuộc tắm máu giống như là sau cách mạng Pháp, sau cách mạng bên Nga. Tức là như vậy là cụ Hồ Chí Minh với lại cái chính quyền, nhà lãnh đạo của chính quyền miền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rất là nhân đại đạo, rất là nhân văn, mà phải cảm ơn cái chính quyền miền Bắc là như vậy. Chứ nếu không có thì chắc gì gia đình của Thái mà nếu không thoát được trong lúc đó thì còn sống được đến ngày nay. Thế thì Thái nên nghĩ lại, nên nghĩ lại và cho rằng chính quyền Việt Nam đã, chính quyền Việt Nam hiện tại này đó thì đã phục vụ cho cái quyền lợi tối thượng của nhân loại và tôn trọng cái mạng sống của cả những người đã từng cộng tác đắc lực cho cái chính quyền miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 và năm 1975. Ngày nào mà Thái chưa nhận thấy rằng cái chính thể của ba mình ngày xưa là ngụy, là tay sai của ngoại xâm, thì Thái sẽ cứ tranh đấu trên cái mặt trận rất là sai trái. Thái phải đọc những cái cuốn sách mà hoặc là những cái vấn đề chúng tôi đưa ra trong cái cuộc nói chuyện hôm nay để cho biết cuộc chiến vừa qua không phải là nội chiến, không phải là miền Bắc đánh miền Nam, mà là cả nhân dân từ miền Bắc, ngay cả trong miền Nam có rất nhiều người cùng nhau hy sinh, chứ không phải là chỉ có quân miền Bắc. Khi mà thống nhất rồi, chúng ta thấy là ở trong miền Nam là những cái người gọi là cán bộ nằm vùng đó là họ tung ra rất là đông, do đó là từ Bắc vào Nam đều chung tay chống lại quân xâm lược là Mỹ. Và thực sự gì họ không thể lộ diện được là vì Mỹ đã xây dựng một chính quyền hiện tại rất là sắc máu nữa, đâu có ai mà dám lộ diện. Do đó là Thái nghiên cứu là phải đọc tất cả những cái mà Thái cho là lịch sử viết bởi bên thắng cuộc là cái tư tưởng nó cũng hoàn toàn sai, là những người Mỹ là bên là những người thua cuộc. Mà tài liệu thiếu gì tại sao mà Thái không đọc? Do đó Thái cần phải đọc rất 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 là nhiều. Đó là cái kết luận của chúng tôi hôm nay. Và cũng mong là Thái suy nghĩ lại về cái nghiên cứu của mình và tất cả những người bạn mà cùng viết những cuốn sách với Thái để mà binh vực Việt Nam Cộng Hòa. Thật ra là bạn binh vực cho Mỹ, và đó là hành động binh vực cho kẻ xâm lược đất nước của mình. Và Thái nên xem Việt Nam mình là đất nước của mình, chứ không phải là xem là của kẻ thắng cuộc, kẻ thua cuộc nữa. Đó là cái lời kết luận của chúng tôi gửi đến Thái. Rồi đến đây thì tôi xin chấm dứt. Xin kính chào quý vị khán thính giả.